Người đàn ông này muốn lấy lòng gái xinh nhưng lại chỉ bỏ tiền mua một quả dừa. Kết quả song cửa quá nhỏ và quả dừa bị kẹt ở bên ngoài không lấy vào được. Anh ấy không cam tâm, thế là dùng hết sức kéo quả dừa vào trong, nhưng làm thế nào cũng không được, thế là anh ấy ném quách nó đi. Sao quả dừa lại tự mình đi vào được? Anh ấy tên Ramu, tuổi gần 30 mà chẳng có tiền tiết kiệm. Vừa lúc nãy đến công việc cũng đánh mất, nguyên nhân là vì anh đạp xe đi đưa hàng quá chậm, mà để mua một chiếc xe ô tô cần rất nhiều tiền. Vào lúc Ramu buồn rầu thì một nhân viên giao hàng đến đưa tin tốt cho anh được thừa kế 5 mẫu đất ở quê nhà. Ramu lập tức quyết định quay về quê bán đất, từ đó có tiền rồi sẽ mua xe. Nhưng chú của anh lại nhắc anh rằng nhà anh có kẻ thù đối địch ở quê, nguy hiểm rất lớn và khuyên anh từ bỏ mảnh đất. Ramu nghèo rất mùng tơi, sao có thể bị mấy lời đồn đại này dọa sợ được, liền lên tàu khởi hành về quê. Ramu ngồi lên tàu hỏa, đối diện là một cô gái xinh đẹp, anh lập tức trở nên bối rối. Anh tự bỏ tiền túi mời cô gái uống nước dừa giải khát. Nhìn thấy cô gái đang vẽ, Ramu còn tưởng là đang vẽ mình nên cố ý ngồi tạo dáng, đến tên con là gì cũng nghĩ xong rồi. Nhưng không ngờ cô gái lại vẽ con khỉ ở phía sau anh. Ramu xấu hổ muốn đào cái hố chui xuống. Đến tối, cô gái thấy nóng, Ramu đứng dậy sửa quạt, kết quả vừa nối dây điện lại bật công tắc, thì cả đoàn tàu mất điện buộc phải dừng lại. Mọi người đang hoảng loạn bỗng nhìn thấy đom đóm ở bên ngoài, bọn họ vô cùng thích thú, may nhờ có Ramu mà mọi người mới nhìn thấy được cảnh đẹp như vậy. Hai người càng nói chuyện càng hợp nhau, đêm dài có cô gái bầu bạn thì còn gì bằng. Đáng tiếc cuộc hành trình ngắn ngủi, đoàn tàu cập bến, cô gái vội vã đi xuống và để quên cuốn sổ vẽ ở trên tàu. Ramu vì giúp cô gái lấy cuốn sổ vẽ mà không xuống tàu kịp. May mà Ramu không quên việc chính, anh về đến quê nghe ngóng vị trí của miếng đất. Một người dân tốt bụng đã giúp đỡ anh. Đến nơi, một đứa trẻ dẫn đường cho anh. Lúc nói chuyện, Ramu nói mình là họ hàng của nhà Giao. Không ngờ người kia vừa nghe thấy thì mặt trở nên biến sắc, trực tiếp xuống xe rút mã tấu đuổi về phía Ramu. Cậu bé nói với anh muốn bán đất thì phải đi tìm thôn trưởng Ramindu, ông ta là người có máu mặt ở đây, và ai cũng phải nể mặt gia đình ông ta. Bọn họ tiếp đãi khách rất nhiệt tình, nhưng chỉ cần chọc tức bọn họ thì khi bước chân ra ngoài sẽ máu chảy đầu rơi. Đúng lúc Ramu phải tìm đến Ramindu, ông ta nghe nói Ramu muốn tìm mình liền mời anh về nhà chơi. Căn nhà sang trọng như một tòa lâu đài, trong nhà còn nuôi mười mấy con bò, vừa nhìn đã biết là nhà giàu. Ở đây Ramu còn gặp người quen, chính là cô gái ở trên tàu, cô ấy là con gái của thôn trưởng tên là Apana. Gia đình bọn họ chuẩn bị bàn tiệc thịnh soạn tiếp đãi khách, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Lúc này, người chờ anh lúc nãy cũng xuất hiện, anh ta là con trai cả của thôn trưởng tên là Malasuri. Nhìn thấy Ramu xuất hiện trong nhà mình, hai mắt hắn như muốn trồi ra ngoài. Hắn ta gọi bố và em trai ra nói Ramu là kẻ thù đối đầu của nhà mình. Đứa con trai thứ hai Byredi nổi nóng muốn giết Ramu ngay tại chỗ, nhưng bị Ramindu cản lại và nói rằng không được làm trái quy tắc, chỉ cần hắn bước ra khỏi cửa thì đầu của hắn sẽ phải ở lại đây. Ăn cơm xong, Ramindu ra ý tiễn khách, nhưng mấy đứa trẻ muốn chơi bịt mắt bắt dê và rủ Ramu tham gia cùng. Bên trong tràn ngập tiếng cười, còn bên ngoài trùng trùng sát khí. Ramu đứng ở mép ngoài cửa như sắp ra ngoài. Đến nơi, con dao của Byredi giơ lên nhưng lại bị Apana làm gián đoạn. Hết cách, Ramu không ra ngoài thì không thể ra tay. Byredi phải bịt mắt kiếm người, Ramu chạy vào một căn phòng, tình cờ phát hiện một cuốn ảnh bên trong còn có mẹ anh bỗng nhớ đến kẻ thù mà chú nói, còn có cha con thôn trưởng bỗng dưng trở mặt trên bàn ăn. Ramu lập tức hiểu ra mọi chuyện, bản thân anh là con cừu non tự dâng đến tận mồm sói. Bỗng lúc này anh nghe thấy Malasuri khuyên giải Byredi phải coi trọng truyền thống, đợi hắn bước ra khỏi cửa mới được giết hắn. Ramu đứng ở phía sau cánh cửa, cơ thể bất giác run bần bật. Sau khi anh quay về phòng khách thì thôn trưởng lại ra ý đuổi khách, lần này không đi không được, nhưng Ramu lại nghĩ chỉ cần không bước qua bậc cửa, bọn họ sẽ không thể giết mình được, thế là anh nghĩ đủ mọi cách kéo dài thời gian bắt tay tạm biệt từng người một. Thấy Malasuri bắt đầu giục mình, Ramu lại nói muốn tạm biệt với mỗi con bò, quả thực hết chiêu rồi. Ramu tinh mắt phát hiện một lưỡi cưa nhỏ, anh giả vờ tạm biệt với cây cột rồi lặng lẽ cưa đứt dây thừng, dây xích đu bị cưa đứt, Ramu giả vờ bị ngã vô cùng đau đớn, mồm không ngừng gào lên, mau đưa tôi đi vào trong, lưng tôi gãy rồi. Nhưng lão già Ramindu nham hiểm nhìn qua đã phát hiện mánh khóe của Ramu, nhưng không vạch trần ra vì ông ta đã có kế hoạch hay hơn. Hôm nay là ngày giỗ em trai của Ramindu, năm đó em trai ông ta bị bố Ramu hại chết. Bây giờ kẻ thù ở ngay trước, ngày báo thù rửa hận đã đến. Ramu bị Malasuri và Byredi kẹp chặt, chỉ cần khách khứa ra về bọn họ sẽ ra tay giết người. Nếu không muốn bị giết, Ramu buộc phải tự cứu lấy mình. Đúng lúc cô của Apana bị giục lấy chồng, Ramindu hết cách chỉ đành đồng ý cho tổ chức đám cưới. Mọi người bắt đầu trang trí nhà cửa. Ramu nhân cơ hội trốn trong giỏ hoa, nhưng không ngờ Byredi đã nhìn thấy cảnh này. Hắn không nói năng gì liền cho người khiêng giỏ hoa ra ngoài. Đến một con đường vắng người, Byredi vung đao chém đứt đôi giỏ hoa nhưng không thấy bóng dáng Ramu đâu. Thì ra lúc Byredi phát hiện Ramu, anh cũng nghe thấy kế hoạch của hắn, thế là đổi sang giỏ khác. Bây giờ mọi người đã ra ngoài hết rồi, Ramu nhìn ra bên ngoài lấy hết can đảm bước khỏi cửa bắt đầu chạy thục mạng. Mà lúc này Byredi cũng dẫn người chạy quay về, Ramu bị đuổi đến vách núi. Anh ngã xuống dưới, sau đó cướp được một chiếc xe đạp bắt đầu bỏ chạy. Nhìn thấy sắp thoát khỏi Byredi thì Malasuri lái xe đuổi tới. Phía trước có vách núi, phía sau có kẻ địch. Ramu quyết định liều mạng đạp xe bay sang đầu bên kia, may mà tiếp đất an toàn. Chưa đợi anh thở lấy sức thì Malasuri lại đuổi đến. Đúng lúc nguy hiểm, Apana xuất hiện đứng chắn trước mặt Ramu giúp anh thoát khỏi nguy hiểm. Hai người chạy đến một cây cầu gãy. Apana mới biết người đàn ông này chính là kẻ thù của nhà mình. Cô đau đớn tuyệt cùng.
Ramindu cũng đã đưa người tới, bọn họ phi đao về phía Ramu. Ramu kéo tấm ván lên, bọn họ không đi qua được, thế là ném đao tấn công liên tục. Apana nói với bố cô rằng, mình đã yêu Ramu với hy vọng ông ta có thể tha cho anh ấy. Ramu nghe thấy Apana nói như vậy thì anh đã không trốn tránh nữa, chủ động bắc ván đi lại đó và nói, anh đã định bỏ đi nhưng biết một cô gái như em đã phải lòng anh, đi rồi còn có ý nghĩa gì nữa. Nhưng Ramindu mặc kệ, ông ta túm tóc anh và đánh cho anh như đòn. Ramu không những là kẻ thù mà còn định dụ dỗ con gái mình đi. Ramindu tức giận cho người lao vào đánh đập Ramu tới tấp. Apana nhìn thấy người yêu bị đánh cho bán sống bán chết, bố cô muốn giết anh ấy còn cô lại chẳng làm được gì. Trong nỗi tuyệt vọng cô đã nhảy xuống, Ramu thấy vậy cũng nhảy theo. May mà đây là phim Ấn Độ, Ramu nhanh chóng cứu được Apana lên bờ. Lúc này Apana nói với bố mình rằng, con bằng lòng sống chết cùng anh ấy, nếu bố muốn giết anh ấy thì hãy giết con trước. Nhìn thấy con gái lụy tình như vậy, là người cha, người anh, bọn họ đã bỏ qua chuyện này và công nhận người con rể tương lai đã hy sinh tính mạng để cứu con gái, em gái của họ. Cuối cùng, chuyện tình yêu giữa Ramu và Apana kết thúc viên mãn, hai người cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc. Bộ phim đến đây là hết. Bộ phim này có tên là Chuyện chàng Ramana. Câu hỏi của bộ phim, nếu bỗng dưng biết mình được thừa kế 5 mảnh đất thì các bạn sẽ làm gì? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.